Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin cập nhật mới nhất trên kênh Việt News TV2 của chúng tôi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Quý vị thân mến, bản tin hôm nay xoay quanh tình hình chiến sự biên giới Việt Nam và Trung Quốc, cũng như tài dụng binh của tướng quân đội nhân dân Việt Nam Phan Văn Giang. Và mới đây, tướng Phan Văn Giang đã sử dụng tiểu đội 7 người tiêu diệt 1.000 lính đặc nhiệm Trung Quốc ở Tây Nguyên vào khoảng 6 giờ tối ngày hôm qua. Lúc trời đổ mưa tầm tã, cùng với nhiều tia chớp đi kèm với những tia sét inh tai như ốc vang lên, sau đó làm sáng rực cả một bầu trời. Sau khi cơn mưa chấm dứt, một người dân ở huyện Gò Dầu đã phát hiện ra một đường hầm, nhận thấy đây là một điều bất thường khi các lực lượng biên phòng từng phổ biến về việc bảo vệ an ninh biên giới đến từng hộ dân, nên anh Võ Chí Cường đã trình báo lên công an. Sau khi đến đợt kiểm tra hiện trường thì thấy có nhiều dấu hiệu nghi vấn, công an đã báo cho lực lượng quân đội thuộc sư đoàn 7 đang đóng quân để bảo vệ các tỉnh vùng biên giới. Lực lượng bộ đội biên phòng Việt Nam sáng ngày hôm sau đã tổ chức xâm nhập vào bên trong lần theo đường hầm khoảng 500m. Lực lượng sư đoàn số 7 đã phát hiện nó dẫn đến một hang động lớn tại núi Bà Đen. Một cuộc chạm trán với các đối tượng bên trong đã diễn ra ngay sau đó. Với địa hình trong hang khá phức tạp nên việc tấn công gặp rất nhiều khó khăn. Ban đầu khi gặp phải sự chống cự quyết liệt của các tay súng đối thủ từ bên trong, nhưng với kinh nghiệm chiến trường và được huấn luyện bài bản nên phải mất gần 2 tiếng đồng hồ. Sau đó, đặc công của Việt Nam mới tiêu diệt được 53 tên và toàn bộ 74 tên khác phải đầu hàng. Đi sâu vào trong toàn bộ hang động, phía Việt Nam đã phát hiện ra một kho vũ khí chứa nhiều súng AK, súng trường, các loại mìn, lựu đạn và một số lượng lớn tên lửa phát quang, cùng với nhiều tiền giả ở nơi đây. Qua công tác điều tra ban đầu, các cơ quan chức năng đã xác định được các đối tượng trên thuộc tổ chức Chân Trời Tự Do với sự giúp đỡ của các thành viên trong nước ở Tây Ninh, đã tổ chức đầu hàng chuyên chở tài liệu vũ khí thông qua các đường hầm cũng như các đường tiểu ngạch. Các thành viên của tổ chức Chân Trời phải mất thời gian trong vòng 6 tiếng mới tập kích được người và cả trang thiết bị quân sự để chuẩn bị kết hợp với quân đội Campuchia. Tổ chức tấn công đánh chiếm Tây Ninh và Campuchia luôn khẳng định rằng thuộc chủ quyền lãnh thổ của mình khi cho rằng nơi nào có sự xuất hiện của cây thốt nốt, nơi đó là thuộc về đất của Campuchia. Mở rộng vụ án, các cơ quan chức năng đã bắt thêm 24 đối tượng liên quan, trong đó có cả một phó chủ tịch xã đã hợp tác và làm việc cho lực lượng này. Âm mưu đánh chiếm Tây Ninh của quân đội Hoàng gia Campuchia và tổ chức Chân Trời Tự Do dưới sự hậu thuẫn của quan thầy Trung Quốc đã hoàn toàn bị phá sản. Đây cũng được coi là một trong những chiến công vang dội của quân đội Việt Nam thuộc lực lượng tư lệnh quân khu 9 nhằm bảo vệ an toàn chủ quyền biên giới và an ninh quốc gia của Việt Nam. Trước bất kỳ sự chống phá nào từ bên ngoài và diễn biến tiếp theo của sự việc chấn động này ra sao, mời quý vị và các bạn cùng đón chờ trong các bản tin sau. Trong một diễn biến khác, kính thưa quý vị thính giả, thời gian vừa qua, để hỗ trợ quân sự và nâng cao khả năng tác chiến trong quân đội Hoàng gia Campuchia, cũng như các tổ chức chống đối Việt Nam do tình báo Hoa Nam Trung Quốc hậu thuẫn, quân đội Trung Quốc bằng nhiều hình thức khác nhau, cũng như tránh việc theo dõi và chỉ trích từ Mỹ, Việt Nam cũng như các nước liên quan, họ đã vận chuyển một lượng lớn khí tài, trang thiết bị quân sự, vũ khí và các loại cung cấp viện trợ cho quân đội Campuchia và các lực lượng Việt Nam thông qua các tàu dân sự, tàu thương mại nhằm tránh gây sự chú ý từ các nước khác. Thậm chí tình báo Hoa Nam Trung Quốc còn sử dụng cả tàu dân quân biển ngụy trang thành tàu đánh cá, vũ khí tới các cảng ở Campuchia. Trong một diễn biến có liên quan, sau khi được những thông tin tình báo quân đội cho hay, Campuchia chuẩn bị đón một lô hàng, đặc biệt là một số lượng lớn vũ khí hiện đại được sản xuất từ Trung Quốc, trong đó có cả các linh kiện lắp ráp của tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và tầm bắn của nó có thể bao trùm các tỉnh thành miền Tây cho đến tận Sài Gòn và các tỉnh Đông Nam Bộ tại cảng quân sự Sihanoukville của Campuchia, nhưng chưa rõ được vận chuyển bằng phương tiện nào.
Sự kiện này có nguy cơ đe dọa trực tiếp tiềm tàng đến an ninh quốc gia, khiến cho các lực lượng tình báo quân đội và hải quân Việt Nam phải làm việc cất lực để chặn đứng và đập tan mưu toàn này của Trung Quốc và Campuchia. Trong khi tại Campuchia, tình báo quân đội Tổng cục 2 và lực lượng đặc nhiệm Rồng Đen đang nỗ lực tìm phương cách hữu hiện nhất mất dụng tại cảng biển và đường sang Campuchia nhằm ngừa việc bị tình báo Hoa Nam và cơ quan phản gián Campuchia chơi trò tung hỏa mù dương đóng dấu tay tại Bộ Quốc phòng và các cơ quan khác. Các quan chức chuyên gia quân sự của tình báo Việt Nam đang chăm chú theo dõi hai con tàu thương mại mang cờ Hồng Kông có vẻ khả nghi đang trên đường tới Campuchia. Một chuyên gia cho hay, hiện tại lộ trình của hai con tàu không phải là điều đáng lo ngại khi chúng đã nằm ở tầm ngắm của Hải quân Việt Nam. Hiện chưa rõ hai con tàu này có chứa vũ khí bên trong hay không. Tuy nhiên, nhiều quan chức quốc phòng Việt Nam, các bức ảnh từ vệ tinh quân sự Vinasa của Hải quân Việt Nam đang theo dõi hoạt động vũ trụ cho thấy một trong hai con tàu chở theo chèo thuyền tấn công nhỏ mà Trung Quốc đã từng dùng để đeo bám các tàu hải quân Mỹ ở Biển Đông và eo biển Đài Loan. Nếu các con tàu này được đến Campuchia, thì nó có thể giúp cho hải quân Campuchia cùng các lực lượng chống đối Việt Nam, có thể gây khó khăn cho các tàu thương mại và các đảo cư dân của Việt Nam. Một nguồn tin giấu tên tiết lộ, dẫn lời các chuyên gia quân sự của Bộ Quốc phòng cho hay, Việt Nam đã theo dõi hai con tàu này khoảng hơn một tuần khi chúng di chuyển ngoài không bờ biển Hải Nam trong nhiều ngày qua. Khi nói về khả năng Trung Quốc vận chuyển vũ khí đến Campuchia, một quan chức cấp cao trong Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam cho biết, đây là một hành động khiêu khích và là mối đe dọa đến từ an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Mối quan tâm của Việt Nam là những con tàu này được lực lượng đặc công nước của Trung Quốc sử dụng. Chúng có thể được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau, từ vũ khí cỡ nhỏ đến lửa chống hạm và ngư lôi. Trong một diễn biến có liên quan, sau khi có được sự giúp đỡ thông qua các vệ tinh quân sự hiện đại của Mỹ, quân đội Việt Nam đã phát triển và xác định chắc chắn một lượng lớn vũ khí, trong đó có cả các bộ phận của tên lửa tầm trung, máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất đang hiện diện trên hai con tàu vận tải ngụy trang. Bề ngoài là tàu thương mại trên từ bệ phóng trên bờ. Cũng như trên chiến hạm Lý Thường Kiệt, Hải quân Việt Nam, dưới sự chỉ huy của Đô đốc Trần Trung Hiếu đã quyết định sử dụng tên lửa KH-35OU hiện đại rất được trang bị cho Hải quân Việt Nam hiện nay tấn công, tiêu diệt hai con tàu chở vũ khí của tình báo Hoa Nam Trung Quốc đang trong khoảng cách trên bờ gần 800 km. Thưa quý vị, trong những năm vừa qua, khi mối đe dọa từ sự bá quyền của Trung Quốc ngày càng gia tăng trên Biển Đông, quân chủng Hải quân là một trong những lực lượng được cấp trên ưu tiên. Hiện đại với lực lượng đầu tư nhiều vũ khí trang thiết bị mới, vô cùng hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ chủ quyền trên biển thiêng liêng của Tổ quốc, cùng với sự đầu tư kịp thời. Đồng bộ đội tàu chiến mặt nước Việt Nam với nòng cốt là các tàu hộ vệ Chipat 3.9 và tàu tấn công nhanh 10418 Modia đã tạo nên sức mạnh răn đe mạnh mẽ là nằm đấm thép chịu lực của quân đội Việt Nam trong tác chiến. Và khi nhắc đến vũ khí mạnh mẽ nhất trong những chiến hạm này, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến tên lửa đối hải KH-35EU và một tên lửa chống hạm tốc độ cận âm được sử dụng phổ biến nhất trên tàu hải quân hiện nay. Ngoài ra, nó cũng có thể được phóng đi từ nhiều nền tảng khác nhau như tin tức trực thăng phóng mặt đất, được thiết kế bởi phòng thiết kế vào năm 1983 nhằm thay thế cho các tên lửa P-15T biết lỗi thời, tốc độ chậm và tầm bắn hạn chế. Đây là loại tên lửa thuộc nhóm tên lửa chống hạm vô cùng phổ biến trên thế giới như Harpoon của Mỹ, CI của Anh, với khả năng tấn công mục tiêu ở tầm xa, ngoài đường chân trời, trần bay cực thấp, để tối giảm thời gian bộc lộ trước phương tiện trinh sát radar phát hiện mục tiêu cũng như các hệ thống phòng không. Về thông số kỹ thuật cơ bản, các 38i dài 404m, sải cánh 0,93m, đường kính 0,42m,
trọng lượng là 630 kg. Quý vị thân mến, từ khi ban tự trụ bổ nhiệm tướng Phan Văn Giang giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay thế cho người tiền nhiệm là Đại tướng Ngô Xuân Lịch, việc này đến nay vẫn âm ỉ làm vật ý các nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh. Người đứng đầu là Chủ tịch Tập Cận Bình đã kịch liệt phản đối Việt Nam tiếp nhận 17 tàu khu trục hạm và 9 tàu ngầm hạt nhân được mệnh danh là ngày tận thế. Những loại vũ khí hiện đại nhất đang được trang bị trên các tàu này đủ sức hủy diệt các căn cứ bí mật của Trung Quốc đại lục. Ông Tập đã ra lệnh và thông qua các kênh ngoại giao để phản đối Việt Nam. Vẫn chưa yên tâm, ông còn trực tiếp điện vào đường dây nóng đòi gặp bằng được ban tự trụ để phản đối. Nhưng vì sự hờ hững của nhóm tự trụ mới đối với ông, họ Tập cảm thấy rõ sự không hợp tác và nghe theo bộ tự trụ. Đây khiến ông đòi tự trụ sắp xếp thời gian tiếp ông tại Hà Nội vào cuối tháng này. Xét thấy nếu để ông Tập sang Việt Nam vào thời điểm này là không phù hợp, vì ban tự trụ mới hiểu rõ mục đích của ông Tập Cận Bình. Muốn một người có xu hướng thân Trung Quốc làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay vì bổ nhiệm tướng Phan Văn Giang lên thay thế ông Lịch. Nguyên nhân tại sao Trung Quốc lại chấp nhận mất mặt với sự đề nghị vô lý có phần khẳng khái quát khi xâm phạm vào công việc nội bộ của Việt Nam? Việc này đã được truyền thông báo chí liên tục nhắc đến tại tòa đàm phán khoa học vùng biển Bái Tư Chính và luật pháp quốc tế. Ông Lê Mã Lương đã nêu ý kiến giữa buổi họp thảo này. Có các thành viên của Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương muốn hỏi các anh có muốn kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế hay không. Đây là câu chuyện của Tòa án Nhân dân Việt Nam. Nếu giữ được Bái Tư Chính là sẽ giữ được cái bài đào khác của Việt Nam. Người tiền nhiệm sau đó là tướng Ngô Xuân Lịch không biết đọc bản đồ, không ra thực địa, thì tướng Ngô Xuân Lịch chỉ có mỗi một mặt mạnh nhất, đó là rất nhiều tiền, nhiều khu đất vàng trong thủ đô Hà Nội và cả vị trí vàng khác. Ban tự trụ lần này đã đồng thuận và hiểu rõ dụng ý của Tập khi đòi sang Việt Nam ngay. Vì thế để tránh những phiền phức không đáng có vào thời điểm này, nên ban tự trụ đã đề nghị tiếp họ Tập vào một thời gian thích hợp với lý do chính đáng. Và hiện tại Việt Nam đang phải phong tỏa và tập trung chỉ đạo phòng chống dịch rất nguy hiểm cho Chủ tịch Tập Cận Bình nếu sang Việt Nam vào thời điểm này. Nghe thấy vậy, Chủ tịch Tập Cận Bình muốn lấy lòng tự trụ bằng cách tuyên bố hùng hồn: tôi sẽ cấp viện trợ cho Việt Nam 500.000 liều vaccine Genavac. Chủ tịch Tập Cận Bình đã giữ lời hứa khi Việt Nam công bố Việt Nam Airlines sẽ bố trí riêng một chiếc Boeing 787, một trong những máy bay lớn nhất và hiện đại nhất của hãng để chở lô vaccine. Chuyến bay còn chở theo hơn 2 tấn vật tư tiêm chủng. Mặc dù chuyến bay chỉ chở hàng không có hành khách, nhưng toàn bộ phi hành đoàn sang Trung Quốc đều được trang bị bảo hộ y tế toàn thân trong suốt hành trình. Sau khi về Việt Nam, tổ bay được kiểm tra sức khỏe cách ly theo quy định và máy bay được phun khử khuẩn. Lô vaccine sẽ là nguồn lực quý giá góp phần giúp Việt Nam đẩy lùi đại dịch. Việt Nam Airlines đã bố trí đội ngũ dày dặn kinh nghiệm xử lý hàng hóa y tế tiếp nhận lô hàng này ở sân bay. Tương tự các lô vaccine trước đây, toàn bộ vaccine được lưu trữ trong thùng container lạnh chuyên dụng, được nhân viên hàng hóa giám sát nhiệt độ thường xuyên. Bộ Y tế cho biết 500.000 liều vaccine này được viện trợ cho Việt Nam, được ưu tiên tiêm cho 3 nhóm người Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam. Người Việt Nam có nhu cầu học tập, làm việc tại Trung Quốc và người dân khu vực biên giới với Trung Quốc. Điều này cho thấy Việt Nam đã sử dụng vaccine Trung Quốc để tiêm cho chính người Trung Quốc đang ở Việt Nam. Còn lại tốt hơn của Anh và Mỹ thì sử dụng cho người dân Việt Nam. Đây được cho là một sự lựa chọn sáng suốt của chính phủ và Bộ Y tế khi trong thời gian vừa qua, nhiều nước đã trả lại lô vaccine này lại cho Trung Quốc, bị nghi ngờ tính hiệu quả của nó. Việc Bộ Y tế Việt Nam dành phần lớn lô vaccine này tiêm cho chính người Trung Quốc là một nước đi sáng suốt bởi nhiều người dân Việt Nam cho rằng hàng viện trợ từ Mỹ, Nhật Bản, Úc, Châu, Ấn Độ hay Đông Âu, v.v. còn mang giá trị thật của nó. Chứ vaccine Trung Quốc có cho tiền thì tôi cũng chẳng thèm tìm. Thưa quý vị và các bạn,
Trước tình hình từ trụ bổ nhiệm tướng Phan Văn Giang giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho thấy ban tự trụ mới mạnh mẽ và cứng rắn hơn với Trung Quốc so với những ban tự trụ tiền nhiệm trước đây. Có nhiều nể nang, thái quá với tình hữu nghị được Trung Quốc tự đánh bóng và tô vẽ bằng xảo tử, bốn tốt và 16 chữ vàng. Vì thế trong thời gian tới, mỗi quan hệ giao bang hai nước sẽ có những đổi thay lớn theo chiều hướng Trung Quốc, phải nhượng bộ Việt Nam hơn trên Biển Đông và tại 7 tỉnh biên giới Tây Bắc. Theo quan điểm của tướng Phan Văn Giang, đã tham mưu cho tờ trụ biết một mặt Trung Quốc sẽ giảm cường độ gây áp lực với Việt Nam trên Biển Đông và trên đất liền. Nhưng đó là âm mưu và thủ đoạn thâm độc của Trung Quốc. Vì thế Trung Quốc sẽ giả vờ thân thiện, nhượng bộ và thiết lập tình hữu hảo với nhiều chiêu trò như cử nhiều phái đoàn cấp cao sang Việt Nam, cũng như mời tự trụ sang Trung Quốc. Vì thế chúng ta phải có những thái độ ngoại giao khôn khéo, mềm dẻo, linh hoạt, uyển chuyển nhưng sẵn sàng kiên quyết, cứng rắn nếu Trung Quốc có những hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, dưới thời tướng Phùng Quang Thanh và tướng Ngô Xuân Lịch đã có thái độ nhu nhược, mềm yếu trước Trung Quốc. Đúng như lời của tướng Lê Mạ Lương đã công khai tuyên bố, trước 96 triệu dân Việt Nam là thế mạnh của hai tướng là rất nhiều tiền và nhiều lô đất vàng giữa lòng thủ đô Hà Nội. Trung Quốc rất cần những con người như vậy làm đại tướng để dễ bề thao túng, lợi dụng sự yếu đuối nhu nhược vì lo giữ quyền, lợi cá nhân. Nên Trung Quốc đã điều giàn khoan HD-981 vào năm 2014 dưới thời tướng Phùng Quang Thanh, khiến người dân Việt Nam đứng ngồi không yên vì lo sợ Trung Quốc sẽ chiếm nốt các đảo còn lại ở Trường Sa. Dưới thời của tướng Ngô Xuân Lịch, Trung Quốc tiếp tục tham vọng muốn chiếm đảo Đá Ba Đầu nằm trong cụm sinh tồn tại quần đảo Trường Sa. Vì thế vào tháng 1 năm 2022, đã điều tàu dân quân biển đến thả neo, số tàu tiếp tục tăng dần. Cho tới tháng 3 năm 2022, đã có hơn 300 tàu đến bao vây đảo Đá Ba Đầu, giúp cho tàu vận tải, chở cát để săn lấp, cải tạo bồi đắp thành đảo nhân tạo. Nhưng ban tự trụ mới đã không chấp nhận để Trung Quốc thực hiện tham vọng này thêm một lần nữa bằng việc bổ nhiệm tướng Phan Văn Giang lên thay thế tướng Ngô Xuân Lịch sau khi tướng Phan Văn Giang giữ quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào ngày 8 tháng 4 năm 2021. Ngay lập tức ông đã điều động hải quân vùng 4 và vùng 5 sẵn sàng chiến đấu. Lệnh báo động cấp 1 được ban bố khẩn cấp, tất cả tàu chiến, tiêm kích và hệ thống tên lửa hành trình F-400 của Nga, BrahMos của Ấn Độ được đưa vào bệ phóng để chuẩn bị dạy cho Trung Quốc một bài học. Trước khi thế ngút trời của toàn dân, toàn quân ta chuẩn bị chiến đấu, ngay lập tức Trung Quốc đã cho rút toàn bộ hơn 300 tàu dân quân biển từ Đá Ba Đầu về đảo Nam. Trung Quốc cẩn thận đến mức thái quá thông qua các kênh ngoại giao, đề nghị Việt Nam tạo mọi điều kiện cho Trung Quốc rút hơn 300 tàu. Mặt khác, chỉ sau 16 ngày, tướng Giang lên cầm quyền, Trung Quốc phải cấp tốc điều ngay Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc hỏa tốc sang Việt Nam để gặp tướng Giang cầu hòa. Mà điều này cho thấy Trung Quốc chỉ là thùng rỗng kêu to, mềm nắn, rắn buông. Với những diễn biến mới xảy ra cho thấy cứ vào thời điểm Việt Nam có tướng tài có thái độ cứng rắn với Trung Quốc thì Trung Quốc lại hòa hoãn, biết thân biết phận để chung sống hòa bình với Việt Nam. Còn trong trường hợp tới trụ Việt Nam yếu đuối, nhu nhược nghe lời Trung Quốc đưa tướng Hèn lên nắm quyền thì ngay lập tức Trung Quốc đẩy mạnh xâm lăng Việt Nam ngay. Tình hình trong thời gian qua đã chứng minh rõ nét quan điểm của Trung Quốc với Việt Nam. Kính thưa quý vị khán thính giả, tình hình căng thẳng về mặt quân sự và chính trị giữa Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục nóng lên sau khi Tòa Đại sứ quán Trung Quốc ở Viêng Chăn bị không quân của lực lượng đặc nhiệm Rồng Đen tấn công, khiến cho ông Đại sứ Trung Quốc Quách Tấn Công bị thương nặng và Tòa Đại sứ bị hư hại nặng nề khi Trung Quốc có ý định giao hai đầu đạn hạt nhân cho lực lượng nhà nước Hờ Mông nhằm trả đũa vụ Việt Nam tiếp nhận 17 tàu khu trục và 9 tàu ngầm ngày tận thế của Mỹ. Động thái này của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc khiến cho an ninh quốc gia và chủ quyền Việt Nam bị đe dọa,
nên đã dẫn đến hành động quân sự ngăn chặn của Việt Nam, như trong một bản tin chúng tôi đã từng đưa. Để trả đũa quân đội Trung Quốc lần đầu tiên sử dụng máy bay tiêm kích tàng hình mới nhất của đất nước này, không kích vào các tỉnh miền Trung, cũng như tòa đại sứ của Việt Nam để thử nghiệm tính hiệu quả của dòng máy bay vừa xuất xưởng trên, nhưng đã bị hệ thống phòng không sử dụng tên lửa Patriot mà Việt Nam đã mua từ Mỹ và Việt Nam đã cải tiến, sau đó bắn cho tan tành. Diễn biến tiếp theo của sự kiện mà đang làm cho Tập Cận Bình và giới lãnh đạo Trung Quốc toát mồ hôi và cứu cũng như gây chấn động dư luận này ra sao? Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin cho quý vị trong các bản tin sau.